Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jibo Tuấn Nguyễn. Nay mình vừa cập bến về cặp Jibo. Mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè thì cứ liên hệ mình nha anh em. Hàng chính hãng Jibo Mỹ New Full Box. Hợp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết đó anh em. Số điện thoại của mình là 0909 828 779 nha anh em. Nay mình giới thiệu với anh em bên phải là em Đồng Nguyên Khối Solid Brass. Quà tiết chú rồng đang uốn lượn nha anh em. Chú rồng đang uốn lượn. Rất là sang trọng, ý nghĩa luôn anh em. Đồng Nguyên Khối Solid Brass đít lồi nha anh em. Biểu tượng rồng thì luôn luôn là một trong những biểu tượng ý nghĩa, mạnh mẽ cũng như là rất là nam tính khi anh em trên tay sở hữu ha. Còn bên trái là em Polychrome cao cấp, khắc chìm mà biểu tượng chú đại bàng đang bay cặp theo cái quốc quy của nước Mỹ nha anh em. Đại bàng bay cặp theo quốc quy của nước Mỹ, trên lưng chú đại bàng là hai lá cờ Mỹ hai bên. Em cà rom trắng này anh em trên tay cũng rất là ngầu đó anh em. Biểu tượng, những biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Mỹ ha. Đại bàng, quốc kỳ Mỹ và quốc quy luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh nha. Để tiện lựa chọn giao lưu Jibo bên mình. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu trước với anh em cặp Jibo bên đây. Đây là em Đồng Nguyên Khối Solid Brass. Khắc chìm mà biểu tượng rồng uốn lượn nha anh em. Mặt trước mặt sau là một cặp rồng luôn ha. Khắc chìm tinh tế đẹp mắt lắm anh em. Rất là thần thái. Biểu tượng huyền thoại rồng ha. Đồng Nguyên Khối đít lồi nha anh em. Hàng chính hãng Jibo Mỹ luôn. Em nó zin chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Hàng Jibo Mỹ bên mình thì rất là nhạy lửa nha anh em. Để nhẹ là lên, để nhẹ là lên. Giữ xăng lâu và rất là bền bỉ theo năm tháng ha. Chống chịu gió tốt. Nhiều anh em ủng hộ qua hàng bên mình thì quá rành. Nhiều năm nay rồi nha anh em. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tựa đề clip nha. Sẽ hiện ra ô mô tả. Có giá hai em nó dưới ô mô tả đi anh em xem. Hàng zin ha, Đồng Nguyên Khối. Hãng khắc chủ đề chú rồng, chủ đề huyền thoại luôn đó anh em. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Chính hãng Jibo Mỹ, chưa hề đụng chạm nha anh em. New full box luôn. Rồi đây là em Jibo Đồng Nguyên Khối. Khắc chìm mà biểu tượng rồng uốn lượn nha anh em. Kết em nó anh em cứ liên hệ mình. Còn đây là em Polychrome cao cấp, khắc chìm mà chú đại bàng bay và cặp theo quốc quy của nước Mỹ nha anh em. Trên lưng là hai lá cờ Mỹ hai bên. Em nó đấy lõm nha anh em. Mặt sau trơn. Cũng hàng zin luôn, chưa hề đụng chạm gì ha. Em này anh em trên tay rất là ngầu đó anh em. Phong cách mạnh mẽ lắm. Hàng zin ha, chính hãng Jibo Mỹ luôn anh em. Chơi hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè cũng rất là hay. Em này anh em trên tay thực tế nó rất là đẹp đó anh em. Hãng khắc chìm rất là tỉ mỉ chi tiết. Có nhu cầu xem hình ảnh hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để dưới mô tả nha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi. Hàng zin ha, chính hãng Jibo Mỹ luôn anh em. Xài rất là ok. Về chế xăng xịn giờ là anh em dùng thôi. Nhạy lửa lắm anh em. Lắc nhẹ ngón tay cái là lên lửa thôi anh em. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Nhiều full box nha anh em. Jibo Tuấn Nguyễn thì uy tín nhiều năm qua rồi. Mình ship toàn quốc nha anh em. Anh em cứ gọi điện là có người giao cho anh em chưa. Hàng new full box. Rồi,
cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, an lành và có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn, chào tạm biệt anh em.